hàng cô hồn, tuyệt đối không được mua những thứ này. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có một ngày mới an lành, vạn cát. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn, hay còn gọi là tháng mở cửa mả. Nó được coi là tháng của người âm, không đem lại may mắn. Chính vì thế, mua nhà, mua xe, mua quần áo là những việc không nên làm để tránh rủi ro. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần là phần hồn và phần xác. Khi con người mất đi, phần hồn vẫn tồn tại. Có người được đầu thai kiếp khác, có người lại bị đầy xuống địa ngục, làm quỷ đói quấy nhiễu xương gian. Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền, chứ không ấn định riêng một ngày nào. Tháng cô hồn kiêng mua gì? Nhiều người quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn nên kiêng hầu hết các công việc, mua sắm nhà cửa, xe cộ. Vậy chúng ta không nên mua thứ gì trong tháng cô hồn? Ý nghĩa của việc kiêng kỵ mua sắm những vật dụng này là gì? Mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu qua chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Đặc biệt, để có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi, anh chị có thể tham khảo thêm phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Những thứ tuyệt đối tránh không nên mua trong tháng cô hồn. 1. Tránh mua nhà trong tháng cô hồn. Việc mua nhà đối với nhiều người là chuyện trọng đại, là khối tài sản rất lớn và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Do đó, mỗi khi mua nhà, người ta thường rất cẩn thận, xem ngày tốt xấu, rồi xem cả giờ hoàng đạo để chọn ngày lành tháng tốt, lấy vía may. Nếu căn nhà có vía xấu, sẽ ảnh hưởng đến vận trình của gia chủ, từ sức khỏe, tiền tài đến tình duyên hạnh phúc. Tháng 7 không phải là khoảng thời gian thích hợp để mua nhà, vì tháng 7 là tháng cô hồn. Các vong hồn có khả năng quấy phá công việc của con người, trong khi mua nhà là việc lớn của đời người. Cũng giống như mua nhà, chuyển nhà, việc động thổ hay sửa sang nhà cửa cũng không nên tiến hành trong tháng 7 âm lịch. Đây là những việc lớn chẳng kém gì mua nhà, không thích hợp tiến hành vào thời điểm âm khí vượng, vong hồn quấy phá cũng như trong khoảng thời gian này. Ngoài những yếu tố về tâm linh thì yếu tố về thời tiết cũng là một trong những nguyên nhân người ta tránh sửa nhà, động thổ vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu, tức là thời điểm có mưa bão nhiều nhất trong năm. Thời tiết sông bão không thích hợp để tiến hành xây sửa, không tốt cho kế hoạch cũng như vận trình của gia chủ. Chuyện đi thuê nhà cũng là điều nên tránh. Nếu bắt buộc phải làm những chuyện đó trong tháng này thì nên có những biện pháp thích hợp để tâm được an yên. Thứ hai, không nên và hạn chế mua xe trong tháng cô hồn. Mặc dù không có căn cứ khoa học nào kiểm chứng, nhưng theo kinh nghiệm dân gian, trong tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều nên tránh trong tháng 7. Trong đó, việc mua một chiếc xe để phục vụ đi lại, công việc và mang lại sự an toàn trên các cung đường là điều quan trọng. Vì vậy, việc lên kế hoạch mua xe ít nhất mọi người không nên thực hiện trong tháng 7. Dưới góc nhìn tâm linh, tháng 7 âm lịch là thời điểm xá tội vong nhân, nên việc mua xe được coi là đem lại xui xẻo, đem lại điểm gở cho gia đình. Nhiều người cũng kiêng kỵ việc mua xe trong tháng cô hồn, sợ sẽ vướng phải những điều không may mắn, mua phải xe ma. Thậm chí, có người còn cho rằng mua xe trong tháng cô hồn khiến việc đi lại gặp trắc trở và còn có thể khiến chủ nhân sẽ gặp phải tai nạn không mong muốn khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Nếu cần thiết phải mua xe, bạn nên tham khảo quý thầy chùa, thầy phong thủy, hoặc bạn có thể đặt cọc trước hoặc mua xe sau ngày rằm tháng 7. Để có thể yên tâm hơn, nếu bắt buộc phải mua xe trong tháng cô hồn, bạn có thể chọn một ngày tốt trong tháng 7 để lấy xe về. 3. Kiêng mua quần áo trong tháng cô hồn. Không chỉ kiêng mua nhà cửa, xe cộ, quần áo cũng là mặt hàng cần phải kiêng mua trong tháng cô hồn. Theo quan niệm tâm linh,
đây là khoảng thời gian có nhiều ma quỷ vất vưởng. Từ xa xưa, các cụ đã truyền nhau, khoảng thời gian tháng cô hồn chỉ ma quỷ mới có quần áo mới. Ma quỷ nếu thấy bạn có nhiều quần áo đẹp sẽ mượn tạm và để lại quỷ khí trong trang phục của bạn. Nếu chẳng may mua phải quần áo của người âm mặc sẽ dễ bị bệnh, sức khỏe suy yếu, phải đưa các vong hồn về nhà, mang lại điểm xui rủi cho gia chủ. Có quan niệm cho rằng tháng cô hồn kiêng mua vàng, bởi mua vàng tích trữ cũng được coi là việc làm rất xui xẻo và dễ khiến gia chủ gặp nhiều rủi ro. Về vấn đề này, giáo sư Trần Lâm Biền cho hay, quan niệm kiêng mua vàng mới xuất hiện trong những năm gần đây, chứ trước kia thì chưa có. Theo giáo sư, vàng ròng hay còn gọi là tử kim, tử ở đây nghĩa là chết, kim là vàng. Ma quỷ có thể sẽ ám vào số vàng tích trữ trong nhà bạn, mang theo âm khí, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như con đường tài vận của gia chủ. Thường thì người ta thết vàng cho các tượng Phật, mà tượng Đức Phật và Bồ Tát thường ở Tây Phương Cực Lạc. Tháng này, tức tháng 7 âm lịch, có gắn với thế giới bên kia. Vì thế, người ta nghĩ mua vàng sẽ không có lợi, giáo sư Biền nói. Ngoài ra, vào thời gian gần đây, giá vàng cũng đang chạm nóc nên bạn cũng cần phải cân nhắc về việc có nên mua vàng hay không. 5. Kiêng mua sắm nội thất trong tháng cô hồn. Mua sắm nội thất cũng là việc không nên làm trong tháng 7 âm lịch. Giống như việc mua xe hay mua quần áo, việc mua sắm nội thất trong tháng cô hồn sẽ đưa các vong hồn về nhà, đem lại xui xẻo cho gia chủ. 6. Hạn chế việc ký hợp đồng và khai trương cửa hàng trong tháng cô hồn. Những người kinh doanh lớn có giao dịch như ký kết hợp đồng hay khai trương cửa hàng cũng được khuyên hạn chế thực hiện vào tháng 7 âm lịch, vì đây được coi là tháng không may mắn. Ma quỷ quấy nhiễu có thể phá hoại việc kinh doanh buôn bán, khiến bạn dễ gặp rủi ro và thất bại. Vậy để tránh những điều không may có thể xảy ra và đem lại may mắn cho anh chị trong tháng cô hồn, quý anh chị và các bạn nên mua những vật dụng sau đây vì quan niệm dân gian cho rằng chúng sẽ đem lại may mắn trong tháng cô hồn. Đầu tiên là bật lửa. Theo quan niệm của người xưa, lửa là cội nguồn của sự sống, lửa tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc. Vậy nên những ngày rằm, mùng 1, rất nhiều người kiêng không để tắt lửa trên bàn thờ, không mong muốn nhà bị hết củi, hết ga cũng vì lẽ đó. Họ cho rằng đó là dấu hiệu của sự xui xẻo khi yếu tố hỏa bị lụi trong nhà. Các nhà tâm linh tuy không cổ suý bạn luôn mang theo bật lửa bên người vì không an toàn nếu có cháy nổ. Tuy nhiên, một số người cũng thừa nhận, với một số mệnh, việc tăng thêm hỏa sẽ giúp chủ nhân được may mắn và suôn sẻ hơn. Tháng 7 âm lịch được coi là âm khí mạnh, thời vận có phần lạnh lẽo, nên việc mua một chiếc bật lửa trong ngày mùng 1 được nhiều người cho rằng sẽ xua đi những gì đen tối, rủi ro trong tháng cô hồn. Hơn nữa, ra khỏi cửa hàng, họ sẽ ngay lập tức bật lửa và hơ đi hơ lại quanh người. Tiếp theo là muối. Muối là một loại gia vị không thể thiếu trong nấu ăn. Muối là nguyên liệu dễ tìm, rẻ tiền và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng muối để nấu ăn thì bạn sẽ phải hối hận cả đời. Theo quan niệm phương Đông, muối có thể dùng để trừ tà rất hiệu quả, đẩy lùi nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Chỉ cần một nắm muối trong tay, mọi vận xui đều được giải sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch, quỷ môn quan mở rộng để các âm hồn được quay trở về dương thế. Lúc này, nếu không cẩn thận, chủ nhân sẽ rất dễ bị quỷ đói quấy nhiễu, ám hại đủ điều. Vậy nên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thay vì thấp thỏm lo lắng bị quỷ sứ ám vận, bạn chỉ cần dùng một nắm muối để trừ tà, đuổi quỷ. Dù vận xui tận mạng cũng sẽ được giải sạch. Không cầu kỳ và phức tạp, cách giải hạn tháng cô hồn với muối rất đơn giản và dễ thực hiện. Gia chủ chỉ cần bóp một nắm muối, sau đó ném nắm muối này qua vai trái, mọi xui rủi sẽ cùng nắm muối kia rời khỏi bạn. Vòng phong thủy. Vòng dâu, vòng đá phong thủy, sản phẩm trừ tà cũng được khá nhiều người tìm mua trong những ngày gần đây. Không chỉ quan niệm trẻ con đeo vòng bạc, vòng dâu sẽ tránh giật mình, ngủ thêm ngon giấc. Tháng cô hồn với những câu chuyện ma quỷ ám ảnh khiến người lớn cũng đổ xô đi tìm mua và mang theo những vật dụng này bên người. Thực tế là các chuyên gia phong thủy cho biết, không hẳn cứ đeo vật phẩm phong thủy sẽ tránh được xui xẻo hay gánh hạn cho chủ nhân. Vì đôi khi, tính chất bảo trợ còn phụ thuộc vào chất liệu vòng có đảm bảo hay không. Tuy nhiên, để đảm bảo, quý anh chị và các bạn hãy mang theo bên mình vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video.